Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Lời nói đầu tiên giữa Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có ngày mới luôn làm vui khỏe và thành công trong mọi công việc. Và hôm nay giữa Hoa Kiển Nguyễn Thông xin tiếp tục giao lưu với anh chị cô chú là những cây phôi mai chiếu thủy, cái loại lá lớn, lá trung và lá nhỏ anh chị cô chú. Giữa Hoa Kiển Nguyễn Thông có đủ mặt hàng để giao lưu anh chị cô chú, nào là nhánh chiếc 12K, có loại hiện tại mình còn cái loại lá lớn và lá trung anh chị cô chú. Đây những cây này cây lá lớn ha, đó, từ ngón tay cho đến ngón chân cái cũng có anh chị cô chú. Còn đây là loại lá trung và một số cây có tông cao từ 70 cho đến 1m là cái loại đó là loại lá trung anh chị cô chú. Về anh chị cô chú mình sau này mình tạo dáng tàn dù hay là cành rớt đều đẹp anh chị cô chú. Thì cái nhánh dài đó có giá là 15k cho một nhánh, mình đi đơn bao ship là 10 nhánh anh chị cô chú. Còn cái loại nhánh nhỏ này mình đi đơn bao ship là 30 nhánh. Và hôm nay mình tiếp tục cho lưu với anh chị cô chú là những cây mai chiếu thủy, cái loại lá trung anh chị cô chú. Đó, cái hàng xếp đế ha. À, xếp đế người ta xếp xong người ta nuôi một thời gian, cái cọng rễ cũng đã bự từ 2 ly cho đến 3 ly rồi anh chị cô chú. Đó, vừa qua Kiển Nguyễn Thông cũng đang nhân giống chuẩn bị cho hàng xếp đế tương lai anh chị cô chú. Thì những cây xếp đế lá trung có hình mẫu giống vậy anh chị cô chú. Đó, rễ rất là đều. Thì một cái bầu này người ta sắp từ 20 mấy cho đến 30 rễ có anh chị cô chú. Đó, cây này đây rất là đều. Thì sáng mình soạn những cái cây này lên quay clip thì có một người khách đã hỏi và mình đã giới thiệu hai cây này anh chị cô chú, thì khách cũng đã chốt rồi ha. Thì sau khi mình quay xong thì mình sẽ đóng hàng hai cây này mình gửi cho khách. Thì nói chung mà cây mai chiếu thủy xếp đế những cái loại lá trung này thì cái rễ nào bầu nào cũng giống nhau anh chị cô chú. Thì những cái mai chiếu thủy xếp đế hàng mini này có giá là 100k cho một phôi, mình đi đơn là hai cây mình bao ship anh chị cô chú. Tiền đóng thùng với tiền ship đi cũng giá hơi cao anh chị cô chú. Bước vào mã số tiếp theo của clip vừa rồi là mã số 569 cây của hoành to anh chị cô chú. Tay cành thì đóng đầy đủ ha, bộ rễ cũng tương đối đều, xung quanh đều có rễ anh chị cô chú. Cây này đế đều, mã số 569, có hoành là 30, mình đo đây 30 anh chị cô chú, chiều cao là 26 và cây này giao lưu anh chị cô chú là 200k, hoành to giá rẻ luôn anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 570 cây gọng C lắc lượng tông cao anh chị cô chú, nu già cục cục luôn. Đó, ở đây một cái cành lã về anh chị cô chú, này nuôi ngọn lên tiếp ha. Rồi mình quay bộ đế, cây này bộ đế xung quanh đều anh chị cô chú, đều có rễ luôn. Mã số 570 có hoành được 25, chiều cao là 40, giá cây này giao lưu anh chị cô chú là 180k. Tiếp theo là mã số 571 tiếp tục là một cây gọng C anh chị cô chú, tông cao tiếp, rồi cái hoành đế to. Ở đây có một cái vết cắt anh chị cô chú, cái này không sao ha, ở sau này sẽ kéo liền lại về anh chị cô chú cũng vệ sinh ha, vệ sinh cho láng sau đó bôi keo. Rồi mình quay bộ đế, cây này đế nở chị cô chú, bộ đế cũng tương đối đều. Và trên đây có một cái vết trầy anh chị cô chú. Đó, cái vết này nó đang kéo da lại gần liền anh chị cô chú. Mã số 571 có hoành là 30, chiều cao là 38 và cây này giao lưu anh chị cô chú là 200k. Tiếp theo là mã số 572 tiếp tục là một cây gọng C luôn anh chị cô chú. Cây 571 với 572 cây hai cây này giống nhau. Thì hai cây này có vành là một cây vành là 29, cây kia vành 30 anh chị cô chú. Đó, chiều cao cây này là 45, cây kia thì ba mấy gần 40 anh chị cô chú. 38. Đó mình về cắt bớt ha cho hai cây đó bằng nhau. Mình chơi cặp anh chị cô chú.
đó, dách đế nở, đế thì xung quanh đều có rễ chị cô chú. Mã số 572 có hoành 29, chiều cao là 45, và cây này giao lưu anh chị cô chú là 200k đó. Anh chị cô chú lấy hai cây, ví dụ lấy cây hai cây 571 với 572 thì hai cây 400k mình giảm lọc, còn 350k mình bảo xếp anh chị cô chú. Thì anh chị cô chú lấy bất kỳ ha, ví dụ trừ những cái cây xếp đế ra thì anh chị cô chú lấy những cái lô cây lớn này thì hai cây mình sẽ giảm lọc là 50k. Tiếp theo là mã số 573, bữa nay cây gọng xê nhiều anh chị cô chú, mà giá mềm ở cây to cao mà giá có 200. Còn mã số 573 có vành lô đây 27, chiều cao là 25, dạ cây này vô lô anh chị cô chú chỉ có giá là 150k. Tiếp theo là mã số 574, là 14 của nguyên một cục luôn anh chị cô chú, hoành to luôn ha. Thì trên đây có những cái vết cắt nè, cắt họ làm một cái cây trật lắc anh chị cô chú. Ở đây cuốn sẹo nè, đó, tay cành đầy đủ, bộ đế tương đối. Mã số 574 có hoành là 29, chiều cao là 20, và cái này giao lưu anh chị cô chú là 150k. Tiếp theo là mã số 575. 575 tiếp tục một cái cây gọng xê tiếp anh chị cô chú. Đó. Vậy chị cô chú trồng ngay lại ha. Đó, tay cành. Đó, lấy cành lên phòng mấy hồng, lả về nuôi ngọn lên tiếp anh chị cô chú. Bộ đế xung quanh đều có rễ ha. Mã số 575 có vành là 30, chiều cao là 28, dạ cây này giao lưu anh chị cô chú là 200k. Đó, mình đo trên cái vành đế thì anh chị cô chú có vành là 30. Tiếp theo là mã số 576. 56 cây có vành to anh chị cô chú. Rồi trên đây có một cái vết cắt ha. Nó đang kéo từ từ. Gọng hơi xê. Mã số 576 có vành là 31, chiều cao là 23, và cây này giao lưu anh chị cô chú là 200k. Tiếp theo là mã số 577. Rồi lấy đây mặt tiền lên anh chị cô chú, cầm một cầm phong có ha, 3, 4 có luôn. Năm 77 có vành là 28, chiều cao là 15, giá cây này giao lưu anh chị cô chú là 150k. Tiếp theo là mã số 578. 578 là một cái phôi mai chú thủy loại lá lớn anh chị cô chú. Cây có vành to, bộ đế sổ xung quanh đều có rễ anh chị cô chú. Cây này vành to lên trên dáng lắc lượng. Mã số 578 có vành đo đây được 32, chiều cao là 30, và cái này giao lưu anh chị cô chú là 200k. Mấy cái da này nó bong bong không sao anh chị cô chú, về vệ sinh là mình sạch sạch là nó xanh lại ha. Tiếp theo là mã số 579. 579 cây bộ đế đều anh chị cô chú. Năm 79 có vành là 22, chiều cao là 15, và cây này giao lưu anh chị cô chú là 150k. Tiếp theo là mã số 580. 580 lên trên cây có hai thân anh chị cô chú, đó người ta đã cắt ha. Cắt thời gian nó cuốn gần liền sẹo anh chị cô chú, rất là mạnh. Mã số 580 có vành được 23, chiều cao là 20. Đó, mình đo đây 20 anh chị cô chú. Giá cây này giao lưu anh chị cô chú là 150k. Tiếp theo là mã số 581. 581 cây hoành đế đều đẹp anh chị cô chú. Năm 581 có vành đo đây được 25, chiều cao là 20, và cái này giao lưu anh chị cô chú là 200k.
Tiếp theo là mã số 582. 582 là một phôi mai chút thủy loại lá nhỏ anh chị cô chú. Cây cái dáng hơi siêu anh chị cô chú. Hồi đầu trở lên trở về nè. Đó. Ở dưới đây có một mặt cắt cái đang cuốn là chị cô chú. Cái này là mặt cắt mà cắt mấy cái cây tược ở dưới lên anh chị cô chú. Đó. Họ cắt xong họ có bôi keo luôn ha. Mã số 582 có vành là 24, chiều cao là 12 và cây này giao lưu anh chị cô chú là 150k. Thì mã số 582 là mã số clip hôm nay vừa qua kiểm nguyên thông giao lưu anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328671656 cũng là số giao lưu Nguyễn Thông. Rồi clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có ngày mới luôn làm vui khỏe và thành công trong mọi công việc.